Mộc Hương Shop, xin chào các bác. Hôm nay thì tôi nên cho các bác cái mẫu vòng trầm hương giá rẻ nha các bác nhé. Nhưng mà rất là đẹp. Đây các bác có thể nhìn thấy trên tay tôi cầm đây là hai cái chuỗi nách tay, nách đeo tay. Đây là hàng sánh nha các bác. Hàng sánh, nớp sánh, nó có một nớp sánh dầu ở đây. Nó bao bọc cái bên ngoài cái lớp gỗ này. Đó, các bác nhìn đây này, bên trong này, bên trong nó là gỗ nhé các bác nhé, gỗ tốc nhé, hàng tốc. Đó, bên trong nó là gỗ tốc thôi, nhưng mà bên ngoài dầu của nó rất là đẹp, nó có một lớp dầu đen bên ngoài bao bọc, nó gọi là lớp sánh dầu đen nhé các bác nhé. Đó, bên trong nó là gỗ tốc này, gỗ tốc thì nó như cái loại gỗ này này. Đó, như cái loại gỗ làm hạt này. Thì cái hàng này thì nó cũng khá là ít, nó không có nhiều như là hàng tốc nha các bác. Nó có một được cái một lớp cái gỗ sánh này, bên dầu sánh này bên ngoài bao bọc với cái lớp gỗ đó, dầu đen. Cái này thì phải làm xỉa rất là kỹ này. Đây là những cái nốt xỉa này để nó lộ cái lớp dầu ra đó, xỉa rất là kỹ, đẹp, cẩn thận thì mới lấy được cái lớp dầu sánh này nha các bác. Đó, các bác thấy không ạ? Loại này thì nó thơm khá là nhẹ, phải anh em nào phải tinh mũi cơ thì vân mới ngửi thấy cái hương thơm của nó, hoặc các bác hơ lửa thì nó sẽ nóng, các bác đeo lên, đeo mà làm việc nó nóng ấm lên thì nó sẽ tỏa ra tinh dầu thơm. Tất nhiên loại này thì nó sẽ giá nó sẽ tốt, nó sẽ rẻ, nó chỉ có đây như sợi này là các bác lấy, nếu mà các bác lấy là 1,5 triệu thì để cho các bác 1,2 triệu một sợi này, chỉ có 1,2 triệu một sợi thôi là các bác đã sở hữu ngay một sợi lách tay trầm hương rất là đẹp rồi. Đó, đây sợi này thì đắt hơn nhá, sợi này thì nó to hơn. Đây các bác nhìn cái dầu sánh của nó này. Đó, đây các bác có nhìn cái bên trong của nó là lớp gỗ tốc, hàng tốc. Đó, đó, nó chỉ có một lớp dầu sánh bên ngoài mỏng thôi nhá. Ở đây thì tôi cũng review chi tiết cho các bác luôn để các bác đỡ phải lăn tăn. Ở trên này nó phải xem, nó phải chi tiết từng thứ, từng hạt, từng cái ưu điểm nhược điểm của nó nhé. Tất nhiên thì cái ưu điểm của nó, màu sắc của nó rất là đẹp, bên ngoài nó chỉ có một lớp dầu này thôi mà nó rất lớp dầu đen nữa, nhìn rất là đẹp. Đó, cái mẫu mã của nó rất đẹp, lớp dầu của nó rất đẹp. Đó, còn cái nhược điểm của nó thì nó thơm nhẹ lắm, nó thơm. Tất nhiên những loại hàng giá rẻ thì nó không thể nào mà thơm mạnh được đúng không ạ? Nó thơm nhẹ dịu thôi. Đeo chủ yếu là đeo thời trang phong thủy là chính nha các bác. Đây, các bác đang hình dung xem là đeo nó như nào đúng không ạ? Để tôi đeo thử đây. Cái nách tay này nó sẽ đeo như này. Đó, nách bản nhá. Cái chỗ này nó gần 2 phân nha các bác, 1/7, 1/8 nhá. Đó, còn cái này cũng thế, gần như là hình vuông luôn đấy. Đó, cắt xong mài. Cái này là những cái vết này là vết xỉa nhé, nồi nõm là vết xỉa, tỉa gọi là tỉa trầm, chứ không có tác động gì của máy mài hay máy cắt ở đây nhé. Cắt là chỉ cắt khúc thôi. Đó, cắt khúc cái phần này thôi, còn lại cái phần này là mình phải xỉa, người thợ người ta phải xỉa thủ công bằng tay đấy mới lấy được cái lớp dầu này, rất là khéo, tại vì nó mỏng mà, nó mỏng dính. Đó, cái sợi này thì to hơn, 1,8 triệu thì tôi để các bác 1,5 triệu nhé, bác nào lấy thì báo tôi nhé. Những cái hàng như này ấy, thì nó sẽ không có số lượng nhiều, cho nên là tôi sẽ báo giá ở trên này luôn. Còn những cái hàng số lượng nhiều hoặc là nó có thể thay đổi về giá ấy, thì tôi sẽ để giá niêm yết ở cái phần bình luận hoặc cũng phần mô tả này, các bác vào web các bác xem luôn trực tiếp. Đó, báo giá luôn. Còn những cái sản phẩm mà độc đáo hay là ít số lượng ít ấy, thì tôi thường báo ở trên này luôn, và anh em thường người ta sẽ xem sớm thì người ta sẽ lấy luôn, và gần như là không có hàng để cho các bác mua, gần như là những cái đợt sau ấy, hoặc là những cái đợt nào ấy thì có thì tôi sẽ lại đăng lên trên này, chứ không, chứ bình thường là tôi sẽ không để trên web những cái sản phẩm như này đâu. Những cái sản phẩm như này nó ít quá, mình để trên web thì người ta mua mất rồi lại phải xóa bài đi, nó rất là mất thời gian, mất công. Đó, những cái sản phẩm như này tôi nên clip gửi ảnh, chụp ảnh cái là các bác, nhiều bác là lấy luôn rồi.
thậm chí là không kịp up lên trên web. Đây cái sợi này là sợi cũng tốt nha các bác, sợi loại tốt nha. Sợi này thì là hàng dầu đỏ các bác. Đây các bác nhìn hai loại, một dầu đỏ một dầu đen, các bác nhìn thấy nó khác nhau không? Rất là khác nhau luôn các bác thấy không ạ? Cái loại này mà dầu đỏ thì nó vàng lâu, nâu vàng, nâu đất đất, nó rất là đẹp. Còn cái hàng này là hàng dầu đen này, đó thì màu nó sẽ sậm đen. Đó, nó có hai loại trầm hương dầu nha các bác nhé. Đây sợi này nó cũng dầu này, dầu nó ánh đỏ ấy, thì gọi là dầu đỏ. Và cái gỗ nó cũng phụ thuộc vào chất đất, khí hậu, rồi thì cái cây giống nữa. Đó, cái cây giống thì nó có gió bầu, nó nhiều loại cây giống, nhiều nhiều loại họ gió bầu nó cũng ra được trầm hương. Chính vì vậy mà hàng dầu đen với hàng dầu đỏ này hiếm hơn nha các bác. Hàng dầu đỏ hiếm hơn, thường là ở Việt Nam, ở Indo, ở Philippines. Rồi thì Philippines thì cũng ít thôi, chủ yếu là dầu đen. Ở Indo, ở Việt Nam, ở Campuchia thì mới có dầu đỏ thôi các bác. Chứ còn bình thường là toàn bộ là dầu đen hết. Trên thế giới này toàn bộ là hàng dầu đen hết. Việt Nam gần như là nhiều hàng dầu đỏ nhất đấy các bác. Xong đến Indo đó. Thì các bác lưu ý nhé, chứ không phải là cái màu nhạt mà nó chất lượng kém đâu nha các bác. Đấy là đối với anh em nào mới biết đến trầm, cứ thích màu đậm. Thích màu đậm, nó ép dầu, nó nấu dầu, nó pha dầu và nó nấu cho đen xì vào. Thế là các bác thích màu đen là các bác mua phải, là thế là dính trưởng hàng, hàng nấu dầu, ép dầu. Đeo một thời gian là nó bay hết mùi. Nó là một cái loại gỗ non, gỗ cây non ấy, nó đen xì, nó nấu đen xì nè. Mùi nó rất là đậm và nó hắc lắm. Mùi nó mạnh thì các bác thích thôi. Chứ còn thực ra mùi trầm hương nó rất là dịu, ngọt nhá. Nó có vị ngọt, vị nhiều vị lắm. Vị trà, vị thanh, vị ngọt mát, vị the, vị đắng đắng. Đó, rất là nhiều vị luôn. Hoặc là vị hàng trầm kiến ấy, hàng trầm kiến, trầm rừng nhá. Nó có vị mốc mốc. Đó, vị gọi là vị nấm ấy các bác, những cái nấm ký sinh trùng nó ký sinh vào, nó làm tổ ở trong những cái vết thương ấy. Thì gần như là tất cả các loại nấm nhá, là nó gần như là nấm mốc. Sau đó là nó, mình mà không làm kỹ sạch đi thì nó sẽ vẫn có cái vị nấm mốc ở trong cái gỗ này. Các bác ngửi là sẽ thấy cái vị mốc, vị nấm rất là rõ ràng luôn. Đó, đấy là những cái vi khuẩn nấm để nó ký sinh vào trong cái cây này. Và cái cây này nó bắt buộc nó tiết ra cái tinh dầu để nó làm, nó bảo vệ cái cây, nó làm cô đặc, nó làm gọi là đóng gần như là rất là chắc những cái phần này. Đó, để nó bảo vệ, tránh nấm xâm khuẩn xâm nhập vào bên trong làm hỏng cây. Thì nó sẽ tiết ra một cái lớp dầu như vậy, nó bảo vệ. Đấy là chính là những cái lớp dầu trầm nhá, là quý hiếm. Đó, rất là hay đúng không ạ? Tự nhiên của mình rất, ngoài tự nhiên rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì trầm hương như cái sợi này là các bác lấy thì giá của nó là 4,2 triệu, thì các bác lấy thì để các bác là 3,8 triệu nhé. Đó, bác nào lấy thì báo tôi nhé. Thơm rất là dễ chịu, nói chung là nó cũng không phải là thơm mạnh như những cái loại hàng cao cấp đâu. Tầm 3-4 triệu thì nó chỉ gọi là tương đối hàng, gọi là hàng phổ thông thôi. Còn hàng này nó là hàng rất rẻ nha các bác. Còn hàng này nó là hàng phổ thông của trầm thôi. Phổ thông thì các bác biết rồi, những cái đồ phổ thông thì nó chỉ được tương đối thôi các bác, chứ nó không thể nào mà hàng như hàng cao cấp đây. Như cái sợi này là 20 mấy triệu, 30 mấy triệu ấy, thì các bác sẽ trông nó bé bé vậy thôi, nhưng mà rất là đắt đấy các bác, rất là đắt tiền đấy. Thơm lắm, những cái hàng này thì nó thơm lắm, bé bé vậy nó thơm, thơm cực kỳ mạnh luôn. Càng đeo càng thơm, rất là sướng luôn. Các bác mà có cái trải nghiệm về cái trầm cao cấp này, các bác thích luôn đấy. Nghiện luôn, phê luôn. Phê hơn cả thuốc các bác. Đây, những cái sợi này là hàng gọi là tầm trung này. Tầm trung, mùi nó rất là tốt luôn. Những cái hàng tầm 10 triệu, 15 triệu là hàng tầm trung nhé các bác. Hàng cao cấp thì trên 20 triệu. 30, 40, 50. Đó. Những hàng gọi là tuyệt vời thì nó sẽ rất là chất lượng.
Và thi thoảng lại lấy mấy cái em này ra ngửi, thấy trong lòng lại xốn sang, lại bắt đầu tim đập nhanh và có động lực để làm clip cho các bác. Sợi sợi cao cấp này, hàng này hàng chìm nhá, hàng chìm cao cấp. Nó nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà nó là đẳng cấp đấy các bác. 50 60 triệu một sợi như này. Thì đối với các bác thì cái này nó rẻ bằng 1 phần 10 thì làm sao mà nó chả thơm ít đúng không ạ? Nó phải đi với chất lượng chứ, hương thơm trầm hương mà này, trầm hương nó phải đi với chất lượng, giá tiền nó phải đi với chất lượng. Đúng không các bác? Cho nên là các bác mua cái hàng phổ thông chấp nhận bỏ ra cái giá tiền rẻ thì mình chỉ nhận được cái giá trị của nó vừa phải thôi, chứ đừng các bác muốn đòi hỏi cái hàng thơm mạnh rồi lại phải tự nhiên thì các bác phải bỏ ra số tiền rất là lớn thì các bác mới nhận lại được cái giá trị, hoặc các bác phải có trải nghiệm rồi thực tế. Nên nếu mà các bác muốn mua những hàng cao cấp thì các bác nên đến tận nơi trải nghiệm thực tế, hoặc là các bác phải theo dõi lâu, à theo dõi có gần như là hết, xem hết tất cả video để hiểu hơn về cái trầm hương này thì các bác mới mua được, chứ còn để mà một phát xem mua được ngay thì nó hơi hiếm đúng không ạ? Mình thích cái sản phẩm gì đấy mình phải theo dõi một thời gian rồi mình phải tìm hiểu nghiên cứu về nó, mình phải hiểu biết về nó, thứ nhất là hiểu biết này, thứ hai là biết phân biệt đó mấy cái kiến thức gọi cơ bản về trầm hương, về sản phẩm, thứ ba nữa là các bác phải trải nghiệm về cái sản phẩm đấy, trải nghiệm thực tế xem mình có thích không mình mới đưa ra quyết định mua hàng đó. Và khi mà các bác trải nghiệm rồi thì các bác sẽ có cái kiến thức kinh nghiệm về cái sản phẩm đấy thực tế và các bác quyết định mua hàng đó. Mà nếu mà các bác ở xa thì các bác có thể xem tham khảo, rồi thì nếu mà thích quá thì các bác đặt đặt thì các bác nên đặt những cái sản phẩm vừa vừa tiền trước, ví dụ như những cái sản phẩm chuỗi, thường các bác nữ hay đeo chuỗi này tầm 2 triệu đổ lại các bác cũng có một sợi trầm hương hàng tốc rừng tự nhiên cũng thơm rồi đó. Còn những bác nam thì cái những cái sợi to hơn đó, còn vòng đeo tay cũng được, vòng đeo tay đấy, vòng đeo tay hàng tóc banh đấy, hàng này thì nó cũng vừa vừa tiền, 3 4 triệu một sợi thôi, 3 đến 4 triệu. Rồi hàng to hơn thì nó có hàng tầm đây 9 10 triệu, rồi hàng trên chục triệu cũng có các bác nhé. Đó, những cái hàng này tầm 12 15 triệu này. Thì các bác cứ làm sao nghiên cứu cho nó hợp lý. Đây ví dụ cái sợi này là 7 ly là hơn 2 triệu. Nó là hàng gọi là hàng phổ thông ấy. Đeo được ấy. Trầm hương tự nhiên núi rừng 100% hàng chuẩn luôn. Đó thì clip này thì cũng gửi đến các bác một số cái kinh nghiệm về trầm hương, rồi những cái mẫu vòng trầm hương. Các bác nào mà có quan tâm về sản phẩm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo, bên tôi sẽ tư vấn cho các bác cụ thể chi tiết hơn nhé các bác nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái clip sau.